Mối tình dang dở của Trịnh Công Sơn và cô gái Nhật lên phim. Trong cõi tạm của cuộc đời mình, nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đã có rất nhiều mối tình đẹp. Trong đó có mối tình tưởng như đã nên duyên với cô sinh viên xinh đẹp người Nhật có tên là Michiko Yoshi. Cả hai đã tính chuyện đám cưới, nhưng những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ nổi tiếng trong giới đất hình chữ S mà còn lan tỏa lên cộng đồng thế giới. Tại Nhật Bản, nhiều ca khúc của nhạc sĩ Hồ Trịnh đều phát hành năm 1972. Trịnh Công Sơn đã đoạt giải đĩa vàng, giải thưởng dành cho các đĩa hát có số lượng phát hành trên 2 triệu đĩa. Năm 1979, hãng đĩa Nippon của Nhật Bản đã mời ca sĩ Khánh Ly để thu băng các ca sĩ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong đó có ca khúc Ngủ Đi Con do Khánh Ly thể hiện đã thành hit năm đó tại thị trường này. Điều đó cho thấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được nhiều người yêu thích tại đất nước mặt trời mọc. Vào cuối những năm 80, một nữ sinh viên người Nhật đang theo học tại Đại học Paris, Pháp cũng đem lòng yêu mến những ca khúc của nhạc sĩ Hồ Trịnh. Cô gái đó tên là Michiko Yoshi. Từ yêu mến nhạc, Michiko đã theo học tiếng Việt để tìm hiểu thêm về cái đẹp cái hay trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Và Michiko Yoshi đã quyết định làm đề tài cao học nghiên cứu về âm nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Để có tài liệu cho đề tài nghiên cứu, Michiko Yoshi đã nhiều lần gặp gỡ nhạc sĩ tài ba và dần dần từ tình yêu với âm nhạc, họ đã chuyển qua tình yêu người. Âm nhạc đã trở thành cầu nối cho họ. Theo bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của Trịnh Công Sơn kể, tôi được gặp Michiko trước đó một lần, đó là một người con gái Nhật mảnh mai duyên dáng. Chị ôm đàn guitar, hát rất nhiều bài nhạc của Trịnh Công Sơn một cách say sưa, đầy tình cảm khiến cho mọi người xúc động. Qua sự cảm nhận và góc nhìn của tôi nghĩ anh Sơn lúc đó rất xúc động với việc một cô gái nước ngoài lại am hiểu và yêu nhạc anh đến thế. Anh rất ấn tượng khi Michiko thuộc hàng trăm ca khúc của mình, đó là nguyên do đưa hai người tới với nhau. Cũng theo bà Trịnh Vĩnh Trinh thì mối tình của cả hai trở nên sâu đậm đến mức họ đã dự kiến tổ chức đám cưới của mình. Khi đó, cả nhà họ Trịnh đang ở nước ngoài nhưng rất háo hức bởi biết tin anh trai mình sắp yên bề gia thất. Cả nhà dự tính sẽ về Việt Nam, sẽ may đồ cưới, mua nhẫn cưới cho cả cô râu và chú rể. Phía nhà gái, do cha mẹ Michiko Yoshi đã lớn tuổi, không thể qua Việt Nam dự đám cưới. Michiko Yoshi đã nhờ ông đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam làm đại diện cho nhà gái. Tất cả công việc chuẩn bị đám cưới đã hoàn tất. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà những giây phút cuối đám cưới đã bị hủy. Tôi cũng không rõ là mọi chuyện xảy ra như thế nào. Lý do tại sao về lúc đó tôi đang ở Canada. Khi nghe tin bên nhà báo sang đám cưới bị hủy, mọi người đều buồn lắm. Nhiều người cũng muốn hỏi nhưng bản tính anh Sơn kín đáo, sâu sắc và tế nhị nên chuyện cũng ít được nói ra, bà Trịnh Vĩnh Trinh kể. Cuộc tình ngoài đời, cả hai dang dở trước ngưỡng cửa hôn nhân, nhưng âm nhạc mãi luôn là sợi dây gắn kết hai tâm hồn đồng điệu. Tháng 7 năm 1991 tại Paris, Michiko Yoshi đã bảo vệ thành công luận án cao học về âm nhạc, ảnh hưởng của âm nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn trong xã hội Việt Nam thời chiến tranh. Luận án này được giám khảo Đại học Paris 7 xếp loại ưu. Rồi năm 1993, Michiko Yoshi quay trở lại Việt Nam để làm việc. Họ cũng gặp nhau vài lần trước khi Michiko Yoshi kết hôn với một người đàn ông Việt Nam khác. Cũng vì yêu mến Việt Nam mà Michiko Yoshi đã liên hệ với tổ chức Bạn Trẻ Đường Phố tại Nhật để mở rộng tầm hoạt động tại Việt Nam. Thông qua Michiko Yoshi, nhiều người Nhật đã quyên góp tiền để xây hàng chục cây cầu, hàng trăm trẻ em nghèo được giúp đỡ tiền bạc để được đến trường học. Sau ngày mất của Trịnh Công Sơn, Michiko vẫn thường về thắp hương cho ông. Còn theo gia đình họ Trịnh thì với một người có bản tính thâm trầm kín đáo như Trịnh Công Sơn, ông chỉ biết gửi nỗi niềm của mình vào tác phẩm. Trịnh Công Sơn có thắng sáng tác bài hát riêng tặng cho Michiko, nhưng tác phẩm này chưa bao giờ được công bố. Được biết chuyện tình của Trịnh Công Sơn và cô gái Nhật sẽ được lên màn ảnh rộng. Tác phẩm đang được thực hiện trong quá trình sẽ ra rạp vào năm 2021, tròn 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.